Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay, thứ năm ngày 3 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 của Thừa Thiên Huế ước đạt 9,82%, xếp thứ 6 trên 14 các tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, thứ 28 trên 63 tỉnh thành cả nước. Nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân nuôi trồng thủy sản vào mùa mưa lũ, ngành nông nghiệp của huyện và chính quyền các địa phương Phú Lộc đã có những giải pháp hiệu quả. Hiện nay, tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ ở lứa tuổi 2 đến 3 tuổi đang có chiều hướng gia tăng. Chậm nói trẻ cần được phát hiện và có biện pháp can thiệp sớm. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 của Thừa Thiên Huế ước đạt 9,82%, xếp thứ 6 trên 14 các tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, thứ 28 trên 63 tỉnh thành cả nước, là thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra vào chiều nay. Chủ trì phiên họp thường kỳ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương. Phát huy đã tăng trưởng trong quý 2, quý 3, GDP ước tăng 9,82% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, tăng đều so với cùng kỳ. Về thu ngân sách nhà nước, 9 tháng đầu năm ước đạt 8.720 tỷ đồng, bằng 74% dự toán, bằng 64% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 15,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 9.667,3 tỷ đồng, bằng 60% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được tập trung chỉ đạo đạt 52% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình toàn quốc, xếp thứ 19 trên 63 tỉnh thành cả nước. Đến nay, đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã được các cơ quan trung ương thẩm định, báo cáo chính phủ, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua và sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội tháng 9 vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thảo luận tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng dự báo tháng 10 vẫn còn những khó khăn thách thức. Do vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì đa phát triển trên các lĩnh vực. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh đến đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương, trong đó cần tập trung phối hợp với các cơ quan trung ương khẩn trương hoàn thiện dự thảo tờ trình của chính phủ về đề án trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ra soát bổ sung phương án ứng phó với từng loại thiên tai có thể xảy ra, nhất là phương án ứng phó bão lũ sạt lở đất, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động lễ hội mùa đông xứ Huế, triển khai kế hoạch tổ chức năm du lịch quốc gia 2025 gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu cần nâng cao hiệu quả 4 tổ công tác giám sát quản lý dự án đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tháo gỡ ngay khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng trong kêu gọi và thu hút đầu tư. Sáng nay, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phân tích chính sách đối với một số chế định đảm bảo việc làm cho người lao động. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn sẽ được thông tin về các nội dung như tổng quan về việc làm ở Việt Nam, kỹ năng phân tích chính sách đối với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, kỹ năng phân tích chính sách hỗ trợ người lao động tìm hiểu việc làm thông qua phát triển kỹ năng nghề và tiếp cận dịch vụ việc làm, kỹ năng phân tích chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động. Ngoài ra, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận theo các nhóm thực hành chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng phân tích chính sách đối với các chế định đảm bảo việc làm cho người lao động như quan hệ giữa mức đóng với mức hưởng, yếu tố nhân khẩu học và chương trình trợ cấp đặc biệt, quy định về đối thoại và thẩm vấn trong dự thảo luật việc làm.
nhằm tìm giải pháp tăng cường thu hút nguồn lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tham dự hội nghị có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là chiến lược dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững cho nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, giúp Việt Nam giữ vững vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực đã dành thời gian lắng nghe, trao đổi, trong đó tập trung vào những sáng kiến, giải pháp, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trong công tác đào tạo nguồn nhân lực nông lâm nghiệp và thủy sản thời gian tới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được phát động vào chính thức triển khai trên toàn quốc từ cuối năm 2015 với 5 nội dung: đoàn kết xây dựng kinh tế, giúp nhau giảm nghèo; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình hạnh phúc; đoàn kết bảo vệ môi trường; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; và đoàn kết tham gia phản biện xã hội. Tại Thừa Thiên Huế, việc thực hiện theo các chương trình của cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần tạo nên sự đồng thuận ngày càng cao của xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng đã xuất hiện nhiều tồn tại như kế hoạch vận động chưa phù hợp với đặc điểm của địa bàn dân cư, nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động chưa đầy đủ, sâu sắc. Dựa trên những phân tích về các mặt hạn chế đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã đề xuất nhiều ý kiến, trong đó chú trọng nhiều đến việc huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy vai trò của cán bộ đảng viên là người đi đầu. Thưa quý vị và các bạn, mô hình nuôi cá lồng trên sông hoặc tại các vùng đầm phá ven biển của huyện Phú Lộc hiện nay đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân. Tuy nhiên, mô hình này cũng gặp nhiều rủi ro, nguy cơ thiệt hại rất cao, nhất là vào mùa mưa lũ. Nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân, ngành nông nghiệp của huyện và chính quyền cả địa phương đã có những giải pháp hiệu quả. Ông Nguyễn Cư, thôn Hiền An 1, là một trong những hộ điển hình phát triển nuôi trồng thủy hải sản có quy mô lớn ở xã Xuân Hiền với 20 lồng cá các loại. Nhờ thực hiện theo các khuyến cáo của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, nên việc nuôi cá lồng của gia đình ông Cư trong mùa mưa lũ ít bị ảnh hưởng, lợi nhuận hàng năm ít nhất 100 triệu đồng. Những năm qua, mà năm 2023 mà lũ là vượt lũ thì cũng đạt đến một năm đến 100 triệu. Còn hiện tại năm 2024 nấy là nói chung cũng có dầm thêm cả bớp. Mấy năm kia không có, mà năm nay là hiện tại là coi như ngang đây là kiếm 300 triệu rồi đó. Còn một số cá vượt lũ là cũng chưa tính nữa. Xã Vinh Hiền là địa phương nuôi cá lồng trên đầm phá nhiều nhất của huyện Phú Lộc với 1.600 lồng của 350 hồ, chủ yếu nuôi các loại cá có giá trị cao như cá bớp, vầu, mú, nâu, hồng. Nhờ nuôi cá lồng mà nhiều người dân trong xã xây được nhà cửa khang trang, nuôi con cái ăn học thành tài, cá hồ thu nhập đến hàng trăm triệu đồng một năm. Tuy nhiên, cũng có một số năm vì cố tình để cá qua mùa mưa lũ nhằm được giá, khiến họ thiệt hại nặng nề. Thì họ cũng là quyết tâm để nuôi vượt lũ qua đến cái mùa Tết để hàng bán là giá cả thị trường chẳng nâng lên một chút. Vấn đề thứ hai nữa là trong phạm vi mà nuôi vượt lũ là cái số cá mà giống mới vào. Cho nên là họ phải, cái cải cá này thì phải bắt buộc là phải vượt lũ rồi. Hiện nay trên địa phương xã thì đã bà con đã bán gần hết cái số cá là thương phẩm. Còn lại một số đối tượng nuôi là bà con ngư dân chúng ta là từ khai thác đánh bắt. Cho nên thì cái kích cỡ là con nhỏ, chưa đảm bảo cá thương phẩm. Thì cũng chỉ đạo cho các ban ngành, cho chi hội là khuyến cáo bà con chúng ta nuôi vượt lũ bằng cách là dìm lồng xuống đáy sâu để đảm bảo là có cái đồ rùng muối để cho những con loài cá nó đảm bảo trong cái không ảnh hưởng đến đồ ngọt thì đảm bảo sống qua cái mùa mưa bão hơn.
Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp nên việc nuôi cá lồng mùa bão lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, nhiều hộ nuôi cá lồng tại huyện Phú Lộc đã chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như đầu tư thêm thùng phao nổi, nhá cổ lại lồng bè, mua lưới chắn xung quanh các lồng cá, di chuyển lồng đến những vùng có dòng nước chảy yếu hơn để hạn chế thiệt hại. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân là xác định những cái lồng cá nào mà đạt giá trị thương phẩm thì phải thu hoạch trước mùa mưa bão lũ xảy ra. Những lồng cá nào mà chưa đạt giá trị thương phẩm thì phải thường xuyên theo dõi thời tiết, diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp, đồng thời cũng là chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật để cá đạt giá trị thương phẩm để thu hoạch. Toàn huyện Phú Lộc có diện tích nuôi cá lồng khoảng 45 hecta với khoảng 4.300 lồng. Đây là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Vì vậy, ngành nông nghiệp của huyện và các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật nuôi, đồng thời nghiên cứu triển khai thêm nhiều mô hình nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình tiếp tục với các tin tức khác. Đến nay, Việt Nam đã tạo lập được hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân, trong đó có hơn 14 triệu công dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Về triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp, sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm tại Hà Nội, tiếp nhận hơn 45.000, Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của hai tỉnh. Ở tỉnh mỗi hồ sơ tiết kiệm khoảng 10.000 đồng tiền xăng xe, đi lại và công sức chờ đợi. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID trên toàn quốc, góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ ở lứa tuổi từ 2 đến 3 tuổi đang có chiều hướng gia tăng. Chậm nói ở trẻ cần được phát hiện và can thiệp sớm, bởi chậm nói sẽ dẫn tới một số kỹ năng khác cũng bị hạn chế theo, như trẻ nhút nhát, không tự tin và có thể ảnh hưởng tới cả chỉ số IQ, chỉ số cảm xúc. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ tăng động, giảm chú ý, tư duy logic ngôn ngữ của trẻ bị hạn chế, thậm chí là tự kỷ. Phụ huynh cần đưa con đến các cơ sở y tế để chọn phương pháp can thiệp phù hợp. Chị Lê Thị Thu Thủy ở thị trấn Lang Co có con trai 5 tuổi, cách đây hơn 1 năm được bác sĩ chẩn đoán và phát hiện gặp khó khăn về phát triển ngôn ngữ và rối loạn về ngôn ngữ. Sau hơn 1 năm, hai mẹ con chị Thủy kiên trì tham gia chương trình can thiệp của đội ngũ thạc sĩ ngôn ngữ trị liệu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Cháu đã có nhiều tiến triển tích cực và khả quan. Trong 1 năm thì khi cháu mới đi học, cháu chỉ là ở nhà thì mới kêu ba. Và khi kêu mấy tiếng thì cháu không kêu nữa. Nói chung là giống như mất ngôn ngữ. Và khi thấy cháu mất ngôn ngữ thì mình đi lên khám và đăng ký học. Khi học 6 tháng là cháu bắt đầu nói được nhiều. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều trẻ nhỏ tuổi được ba mẹ phát hiện và chủ động đưa đến khám sớm hơn. Trong đó, không ít trẻ còn chưa tròn 1 tuổi. Tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, danh sách đời can thiệp tại bệnh viện trong 9 tháng đầu năm 2024 cao gấp đôi danh sách đăng ký can thiệp của cả năm 2023, với gần 300 trẻ được đăng ký. Cháu năm nay là 4 tuổi. Lúc thích nói thì nói cũng được, nhưng mà Dũng bị chậm hơn cả cái lứa tuổi bình thường của hắn. Nên mình muốn để khám cho cháu để mà mình đem ra trị liệu cho cháu để 2 năm sau cháu để cùng tuổi cùng trang lửa lập 1 để vào lập 1 á. Cái thời gian vàng cái chuyện can thiệp sớm đóng một vai trò quyết định và rất là quan trọng trong chuyện tối ưu hóa cái khả năng những cái can thiệp của trẻ. Ví dụ như trong những cái giai đoạn đầu đời của trẻ thì não bộ sẽ phát triển rất là nhanh, không những chỉ phát triển nhanh chóng mà não bộ còn có một cái khả năng thích nghi rất là tốt. Các trẻ đến can thiệp ngày càng tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng đa ngành nhiều hơn, không chỉ được can thiệp về ngôn ngữ trị liệu mà còn có hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu. Thời gian can thiệp trung bình tại bệnh viện là khoảng 4 đến 6 tháng với thời gian 45 phút một buổi và mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi. Phương pháp can thiệp về ngôn ngữ trị liệu chủ yếu tập trung vào các phương pháp tiếp cận hỗ trợ, vừa có trị liệu viên định hướng, vừa kết hợp lấy trẻ làm trung tâm. Người chăm sóc sẽ quan sát buổi can thiệp và tham gia các lớp tập huấn miễn phí dành cho phụ huynh. Theo như em là mà các ba mẹ thì nên đồng hành cùng với con, không có lo ngại những
đều giúp như mọi người xung quanh bàn tán, cứ theo ý kiến của bác sĩ là nên chăm sóc bé như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngoài cái đội ngũ chuyên gia của y tế thì vai trò của gia đình là sẽ đóng một cái vai trò then chốt và quyết định trong cái việc can thiệp sớm cho trẻ. Đội ngũ y tế chúng tôi khi hướng dẫn can thiệp cho trẻ thì cũng sẽ hướng dẫn cho phụ huynh cách hỗ trợ cho các bé ở nhà. Thở ơi, thở một chỗ cả nam nè. Ở từng giai đoạn, trẻ có những tiến bộ trong giao tiếp. Trong đó, 3 năm đầu là thời gian vàng của đánh giá chẩn đoán và can thiệp sớm trẻ chậm nói. Trẻ không được can thiệp sớm sẽ dẫn đến việc bày tỏ ý kiến và cảm xúc bị hạn chế, khiến trẻ có những hành vi không phù hợp. Điều này làm cản trở việc kết bạn sau này của trẻ, cũng như ảnh hưởng đến việc học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Sự nỗ lực từ đội ngũ y tế, phụ huynh sẽ góp phần giúp trẻ sớm phát triển toàn diện về ngôn ngữ để có thể hòa nhập với cuộc sống. Sáng nay tại trường Trung học cơ sở Trần Thúc Nhận, huyện Quảng Điền phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2024. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của văn hóa đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững. Tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn huyện Quảng Điền diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024. Với chủ đề phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời đã gửi đi thông điệp quan trọng. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể, dù ở bất kỳ cương vị nào đều cần phải rèn luyện kỹ năng đọc, nuôi dưỡng thói quen đọc và hơn thế nữa, biến việc đọc trở thành một niềm đam mê, một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Nhằm nâng cao hiệu quả của phát triển văn hóa đọc trong thời gian tới, huyện Quảng Điền sẽ triển khai các hoạt động với các hình thức phù hợp, hiệu quả, tạo sự hưởng ứng của xã hội. Đưa chủ đề của tuần lễ vào cuộc sống như tổ chức các hội sách, các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm nhằm khuyến khích học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, người dân đọc sách, tiếp tục huy động các tổ chức cá nhân đầu tư thiết bị, tủ sách, sách cho các cơ sở giáo dục. Huy động cha mẹ học sinh tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 và chào đón 1.639 tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2024. Hiện nay, nhà trường có 353 viên chức người lao động, trong đó có 208 giảng viên. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 67%, tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học trên 99%. Là trường đào tạo nguồn nhân lực sư phạm chất lượng cao, Trường Đại học Sư phạm tập trung phát triển những ngành học đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018 và những môn học mới phù hợp với nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực công nghệ thông tin, phục vụ công cuộc chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Trong năm học mới, trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học gắn với cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường cả hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và tham gia các dự án khởi nghiệp, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với triết lý giáo dục, nhân văn, khai phóng, kiến tạo. Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế đã trao giấy khen và phần thưởng cho tân cử nhân là thủ khoa của trường cũng là thủ khoa đầu vào và các thủ khoa ngành hệ Đại học Chính quy năm 2024 với tổng trị giá học bổng hơn 117 triệu đồng. Ngày 3 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2022, khởi tố bị can và áp dụng cả biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 5 đối tượng về hành vi nhận hối lộ. Nhóm đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Bôn, sinh năm 1976, trú tại phường Gia Hội, thành phố Huế, đăng kiểm viên, trưởng phòng tàu cá. Trần Chuối, sinh năm 1977, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế, đăng kiểm viên. Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Phạm Bá Hiếu, sinh năm 1955, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế, nguyên giám đốc công ty tàu thuyền An Thuận, Thuận An, thành phố Huế. Và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hải Thùy, sinh năm 1979, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế, đăng kiểm viên, trưởng phòng thanh tra kiểm ngư. Theo thông tin ban đầu, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đăng kiểm tàu cá, các đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh đã móc nối, thông đồng và câu kết với các đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá,
rồi nhận tiền của các ngư dân và thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ cải hoán tàu cá nhằm nâng công suất máy tàu không đúng quy định. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Lê Anh Quốc sinh năm 1986, Nguyễn Bá Long sinh năm 2001, cả hai cùng trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, nhận được đơn đặt hàng từ một người ở Thừa Thiên Huế tên là Vân, vào chiều ngày 5 tháng 7 năm 2023, Nguyễn Bá Long và Lê Anh Quốc liên hệ với một thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch đặt mua 3 tấm ma túy hồng phiến, khoảng 18.000 viên với giá 87 triệu đồng. Khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, khi đến trước nhà số 18 Mai Khắc Đôn, phường Kim Long, thành phố Huế, thì Long xuống xe chở Vân đến để giao ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ trên tay Long một túi ni lông màu đỏ, bên trong chứa 17.443 viên nén đều có dạng hình trụ tròn màu đỏ và màu xanh, có tổng khối lượng 1.718,81 gam ma túy loại methamphetamine. Quá trình điều tra, Long còn khai nhận vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, Quốc và Long đã mua 2 tấm ma túy dạng hồng phiến với giá 58 triệu đồng, rồi đưa vào thành phố Huế bán lại cho Vân với giá 110 triệu đồng. Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của hai bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Quốc mức án tù chung thân, Nguyễn Bá Long 20 năm tù giam. Thưa quý vị và các bạn, sinh viên là một trong những đối tượng chính của tín dụng đen, của lừa đảo tài chính. Chính vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, giáo dục tài chính cho đối tượng sinh viên đang là vấn đề cấp thiết. Dạo quanh những khu có nhiều sinh viên, tờ rơi cho vay tiền xuất hiện khắp nơi, thủ tục nhanh chóng, không phải thế chấp. Từ Hải Dương lên Hà Nội trọ học, Hùng được tham gia nhiều chương trình giáo dục tài chính do nhà trường tổ chức. Vì vậy, em luôn tìm đến những tổ chức tín dụng chính thống để tìm hiểu thông tin các dịch vụ tài chính. Từ năm nhất lên đây thì em đã nhìn được rất nhiều những dịch vụ tài chính bên ngoài. Thì em nghĩ là đối với những bạn sinh viên hoặc là những bạn sinh viên mới lên nhất, bạn tân sinh viên thì đây là một cái cạm bẫy khá là lớn mà mình không có được những kiến thức để mình được trang bị. Thì đối với những cái chương trình chính thống như này thì các bạn được trang bị những kiến thức cho bản thân để tránh xa những cạm bẫy. Nó sẽ nâng cao nhận thức cho các bạn học sinh rất là nhiều về những cái mảng mà tín dụng đen với cả vay vốn mà không có giấy phép chính thống. Với cả em nghĩ là cái điều này nó giúp ích em khá là nhiều trong hiện tại cả quá khứ. Chuỗi sự kiện truyền thông giáo dục tài chính năm 2024 với chủ đề Đồng tiền thông thái dành cho tân sinh viên và sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viên và cao đẳng khu vực Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người trẻ tham gia. Chúng tôi hướng tới sinh viên bởi vì thì sinh viên là giới trẻ và chính từ sinh viên họ cũng sẽ lan tỏa những cái kiến thức tài chính đến gia đình, đến bạn bè và đến người thân. Có không chỉ là ở các thành phố lớn mà ở những vùng miền quê xa xôi, và khi chúng ta làm mạnh mẽ việc đó thì chúng ta có thể sẽ đạt được cái mục tiêu là thay đổi cái thói quen của người dân sử dụng dịch vụ tài chính và hướng tới một cái cộng đồng tài chính tốt đẹp trong tương lai. Bắt đầu từ những chương trình giáo dục tài chính cho giới trẻ, hướng đến mỗi sinh viên khi ra trường sẽ trở thành chuyên gia tài chính. Đây chính là khởi nguồn để thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Hưởng tháng an toàn giao thông năm 2024 và tuyên truyền luật giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Sáng nay, Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật giao thông năm 2024. Với chủ đề đoàn viên người lao động tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông, hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện tham gia. Qua đây nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động trong việc ý thức chấp hành pháp luật, luật lệ an toàn giao thông, và cũng là dịp để các đoàn viên người lao động cùng nhau giao lưu, học hỏi, tìm hiểu các kiến thức, hiểu biết của mình về các vấn đề liên quan đến pháp luật giao thông. Qua hội thi, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động sẽ mang những thông điệp tuyên truyền đến người thân và gia đình, đồng nghiệp trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông như chủ đề mà hội thi hướng đến. Kết thúc, ban tổ chức đã trao 9 giải khuyến khích, 5 giải ba, 4 giải nhì và 1 giải rung chuông vàng cho các thí sinh đạt thành tích cao nhất trong hội thi. Phần cuối chương trình là phần tin tức thế giới.
Căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi quân đội Israel tiếp tục không kích nhiều mục tiêu ở trung tâm thủ đô Beirut của Liban trong sáng sớm nay. Hoạt động quân sự này diễn ra ngay sau khi Israel kêu gọi người dân Liban sơ tán khỏi cả khu vực đông dân cư ở miền Nam. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong các vụ không kích của Israel. Nhiều nhà cửa và phương tiện cũng bị hư hại nặng nề. Ngay trước đó, Israel cũng đã tiến hành 3 cuộc không kích khác vào khu vực Haaretz Rik ở ngoài ô phía nam Beirut. Theo thống kê của Bộ Y tế Liban, trong 24 giờ qua đã có gần 50 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel trên khắp cả nước. Chính phủ Mỹ cũng xác nhận một thương chủ nhân của nước này ở Liban đã thiệt mạng. Động thái quân sự trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel sáng sớm nay đã kêu gọi người dân Liban sơ tán khỏi nhiều khu vực đông dân cư ở miền nam Liban, do Israel sẽ tấn công các mục tiêu Hezbollah tại đây. Tel Aviv quyết tâm phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hezbollah và tiêu diệt các thành viên của lực lượng này để ngăn chặn nguy cơ trong tương lai. Ngoài các cuộc không kích, nước này cũng đã tiến hành chiến dịch trên bộ vào Liban và đã có 8 binh sĩ thiệt mạng cùng 7 người bị thương trong các chiến dịch trên bộ. Giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah đã và đang khiến số người ở Liban phải di tản tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong ngày hôm qua, đã có 2 chuyến bay cất cánh từ thủ đô Beirut của Liban đến Cộng hòa Sip, chở theo hàng trăm công dân Liban đi lãnh nạn. Nhiều công dân Liban đã an toàn hạ cánh xuống thành phố Larnaca của Cộng hòa Sip trong đêm ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương. Đây là những người buộc phải di tản sau khi các cuộc không kích của Israel đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và đe dọa tính mạng của họ. Đây thực sự là điều khủng khiếp. Tôi không thể tin được là mọi thứ lại xảy ra như thế này. Các chiến dịch không kích của Israel trong 2 tuần qua đã khiến ít nhất 1.000 dân thường tại Liban thiệt mạng và 1,2 triệu người phải di dời. Giao tranh cũng đang đẩy Liban đứng trước nguy cơ lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nếu không có giải pháp chấm dứt xung đột kịp thời. Tôi hy vọng là các bên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, bởi tình hình hiện nay chẳng mang lại điều tốt đẹp cho bất kỳ ai. Nhiều nước cũng đang khẩn trương lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Liban. Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia trong khu vực kêu gọi có hành động quốc tế ngay lập tức để ngăn chặn leo thang xung đột nghiêm trọng tại Trung Đông. Các cuộc tấn công của Israel đang gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho đời sống xã hội ở Liban. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã cảnh báo về việc hệ thống y tế Liban quá tải, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nhận mạnh hệ thống y tế của Liban đã suy yếu nghiêm trọng do ngày càng có nhiều người bị thương trong các cuộc tấn công liên tiếp của Israel. Hiện WHO đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Liban để đảm bảo cung ứng đủ thuốc men và đào tạo nhân viên y tế kỹ năng điều trị nhiều người bị thương cùng lúc. Ông Ghebreyesus hối thúc các bên chấm dứt bạo lực vì mọi leo thang căng thẳng sẽ chỉ đưa đến hậu quả thảm khốc. Trong khi đó, chính tổ chức phi chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã lên kế hoạch đưa tàu chở 1.300 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến giúp người tị nạn Liban. Dự kiến chuyến tàu sẽ tới Liban sau một tuần. Tại Syria, nơi đang phải tiếp nhận nhiều người Liban sang chạy nạn, giới chức nước này cũng đã thảo luận với phía Iran về cách thức hợp tác hỗ trợ nhân đạo cho những người này. Hôm qua, Đức đã phong tỏa một sân ga thuộc nhà ga trung tâm ở thành phố Hamburg, miền Bắc nước này, do lo ngại hai hành khách trên tàu có thể đang nhiễm một loại virus nguy hiểm. Giới chức Đức cho biết một nam hành khách cùng người bạn gái có các triệu chứng giống như cúm khi đang trên tàu cao tốc đi từ Frankfurt tới Hamburg trong sáng 2 tháng 10. Khi tàu tới điểm đến, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và đưa hai người này tới phòng khám chuyên khoa, đồng thời đóng cửa sân ga. Được biết, cặp đôi này đã đi từ Rwanda tới Frankfurt trước khi bắt tiếp tàu đến thành phố Hamburg. Trong khi đó, Rwanda lại đang có đợt bùng phát virus Marburg nguy hiểm có tỷ lệ tử vong lên tới 50%. Virus này không lây truyền qua không khí nhưng có thể lây qua tiếp xúc với dơi và người. Người nhiễm virus có các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn và tiêu chảy. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.